Rồi mà giờ mấy anh em cổ cảnh ăn cơm buổi tối nha mọi người. Đây. Đó. Mời anh em miếng tép mỡ nha. Đó. Mỡ khô quẹt. Quá trời quá đất luôn. Chết luôn. Mọi người ở nhà mọi người làm gì có biết mấy cái chén như vậy đâu. Trời ơi, cái chén qua có 1 không 2 luôn nha mọi người. Quá trời quá đất luôn. Đây. Mời các bạn nha. Đây đây, đây. Đâu có chén đâu. Trời ơi. Đúng dân giả các bạn ơi. Quá trời quá đất. Có bấm rút là ngon. Cái này mà cắn vô một cái là ngon nhất cái nách. Không mê cái gì, mê cái chảo này nè. Đó. Tép mỡ cá cái sặc hả? Cái sặc đồng luôn nha mọi người. Cá sặc cá bóng. Cá bóng đủ thứ cá. Trời ơi. Hết bài luôn. Chắc mọi người ơi. Quá tuyệt vời luôn. Hai cảnh chào tất cả mọi người nha. Hôm nay hai anh em cảnh đi ra đồng cắm câu nữa mọi người, mà hôm nay hai anh em cảnh sẽ đổi cái hướng đi qua điểm mới mọi người. À, đi qua Long An nè mọi người, thấy không, cảnh Long An đất rộng bao la mọi người đó. Chào các bạn nha. Anh em cảnh hôm nay sẽ cắm câu ở bên đây, trải nghiệm một đêm ở ngoài đồng cắm câu kiếm cá nướng ăn cùng mọi người tối hôm nay nha. Qua bên Long An ba đất Long An rộng lắm mọi người, chứ không phải mình Củ Chi mình đất thì ít lắm, bên đây Long An đất rất là nhiều. Mọi người thấy không, toàn là cảnh quay là thấy là toàn là đất ruộng thôi chứ hả, không có thấy nhà. Đêm nay anh em có cảnh để trải nghiệm một đêm cắm câu ở ngoài đồng. Mọi người xem kênh của anh em của cảnh thì có mến anh em của cảnh thì cho anh em cảnh xin một like và đăng ký kênh ủng hộ cho hai anh em cảnh nha. Anh em cảnh cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi hai anh em cảnh có nhiều động lực hơn và làm nhiều video hơn cho mọi người cùng xem. Đây từ nhà từ Củ Chi mà qua tới Long An á mọi người, mà cảnh phải chạy tầm khoảng 2 tiếng rưỡi mọi người mới tới Long An nha mọi người, là mất 92 cây số mới qua được cái điểm cắm câu. Thì bên đây là từ tới Củ Chi qua bên Long An rất là xa, nên mấy anh em ở cảnh là phải chiều tầm cỡ 1 giờ mấy 2 giờ gì đó, rồi anh em cảnh sẽ đây xách xe chạy qua tới Long An tới 3 mấy 4 giờ chiều rồi mới tới chỗ mọi người. Giờ anh em của cảnh cũng đã tới chỗ rồi mọi người. Đây câu của mấy anh em cảnh này, từ ngày của anh em cảnh thường ngày đi mọi người. Đây là cái ba lô của cảnh hay để đồ dụng cụ, để đèn, rồi cái cây quay phim câu. Mấy anh em của cảnh chuẩn bị 3 cái đồ để dùng buổi tối. Từ Củ Chi chạy qua tới Long An xa lắm mọi người, tại chạy mất gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ mọi người mới qua tới cái điểm cắm câu. Còn bên Củ Chi thì mỗi lần cảnh đi cắm câu thì chạy tầm khoảng 15-20 phút là tới rồi, khoảng chừng 10 cây 10 mấy cây là tới nè. Còn muốn qua tới Long An chạy xa lắm mọi người, chạy mất gần 2 tiếng rưỡi mới tới được chỗ điểm cắm câu. Tại bên đây là đất đồng ruộng nhiều, ít có nhà, rồi ít có ai mà cắm câu ra này kia. Mọi người thấy không? Đồng ruộng bao la. Nên hai anh em cảnh hay đi qua bên Long An để cắm câu trải nghiệm cuộc sống ngoài đồng cảnh giả mọi người. Mọi người mà xem video cảnh có yêu mến kênh của hai anh em cảnh thì like và đăng ký kênh ủng hộ cho anh em cả của cảnh, để anh em cảnh có nhiều động lực hơn và làm nhiều video hơn cho mọi người cùng xem. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đúng là bên Long An mũi vô quá trời luôn mọi người ơi, thì nãy giờ cắn bấy giờ hết trơn.
mới có 6 giờ mọi người, giờ còn sáng lắm, cũng chưa có sắp tối cho mấy. Còn mờ kìa. Mọi người thấy không? Còn là ở đây là lục bình không mọi người. Đây là nguyên cái kênh luôn á, mà lục bình quá trời luôn mọi người. Giờ muốn cắm câu là phải phát một lỗ mọi người. Đây cá không dính thôi, dính là con bự không mọi người. Không ham rồi hả? Vậy cũng được. À, không ghẻ là không mê rồi đó. Phải cá phải ghẻ, cá ghẻ mồi nó mới dính, là tất nhiên phải có cá. Rồi. Kiểu này cắm cái thâm giác nữa mà không ổn là và nhổ câu về chỗ khác rồi. Không, anh cắm anh biết mà. Hả? Ngon nhỉ. Đâu? Thôi chỉ gỡ thôi, gỡ đi, cầm gỡ lên, gỡ cá lên. Rồi, gỡ lên. Đó, vô cá thắt lát mà mọi người. Đây, để anh thua quay gần lại cho mọi người coi nha. Đó, lụm cá thắt lát quá ngon lành luôn mọi người. Ôi đã nha. Vậy là khu này cá thắt lát không mọi người, tại vì hồi chiều cảnh cũng nghe người dân ở đây nói là hôm bữa người ta sẽ đi câu cá, có cắm câu gì không biết, mà đi một đêm là 30-40 con cá thắt lát mọi người. Thôi rồi, mũi nó bu một hồi nó tha về Củ Chi luôn rồi, quá trời mũi đất luôn rồi. Thôi rồi mọi người ơi, con thiệt luôn rồi. Trời ơi, nay cái cảnh mặt quần sọt nữa chứ. Ôi ơi. Rồi, bữa nay là hiến máu nhân đạo cho mấy con ngủ này rồi. Kiểu này chắc lấy đất xình tha lên giò quá. Tha lên giò cho bu lên nó đừng cắn. Quá trời, nó bu rồi. Thanh thần bu đen rụi giò hết trơn luôn. Ôi dính kìa, vô thắt lát nữa vậy, chính xác à, nhiều vô cái thắt lát nữa mọi người ơi. Câu cảnh này nó đang dính con nữa nè mọi người, mà không biết con cá gì mà nó đang liệt liệt nè, mà thấy mà cái màu trắng. Để cảnh giờ đi xuống cho quay gần cho mọi người xem nha, cứ nhổ luôn câu, xuống mình cắm sát gì á. Thắt lát nữa hả? Ui ngon. Rồi. Hay quá chàng ơi. Trời ơi, nó xuất ra mọi người, mà nhóc chàng nó lấy tay nó phát lên bờ luôn mọi người. Đây. Cảnh mới làm được con thắt lát nè mọi người. Nó xuất ra rồi, cái nhóc chàng lấy tay hất lên. Thế thôi là xong một con cá thắt lát rồi. Ôi trời ơi. Ủa sao đây là cá thắt lát không ta? Hàng kia cái mấy anh hồi nãy nói là đây cá thắt lát nhiều lắm. Mà mũi cũng nhiều nữa. Đồng ý thiệt, đây mũi thì nhiều thiệt. Quá mũi luôn. Ở đây cần cây có gần nè. Kiếm gì? Anh cấm vậy đó. Tại vì anh phát lỗ là anh biết. Ôi cái nhút nó già quá. Mà chuyện anh có coi rồi. Trong này có con cần nè. Thôi không có khui rồi. Dùm rô bà rô rồi. Thì chút nữa bây giờ 6 giờ hả? Quay lại đây. Hết rồi. Có nhiêu câu ha? Đâu. Trời ơi. Cơm kìa. Trời nấu cơm luôn hả? Nấu cơm, ơi. Cơm đúng bài luôn. Gạo thơm luôn, gạo dẻo luôn. Trời ơi, trời ơi, ta mở kho luôn. Ôi ôi quá đã luôn. Thần ơi. Đúng không vậy? Rồi.
Ủa sao nãy họ không chịu đợi lấy cái trê cắt thả vô cái trê kho luôn. Thôi, để mấy ông nướng đi. Ừ. Cái trê kho không ngon. Kho phải mấy cá nhỏ, có quẹt. Mấy cá bê trời. Chơi quá độc luôn mọi người ơi. Chơi cho nó khô. Ơi ơi đây. Khô nửa tiếng. Khó chén rồi nè. Trời ơi. Nấu cơm sẵn luôn mọi người ơi. Đó. Nóng hổi luôn. Trời đất ơi. Đậu con này. Này đúng nghĩa chơi quá dữ luôn. Chơi đúng bài bản mà. Chữ thiệt. Rồi nè, đi kiếm củi nhúm lửa rồi nướng mấy cá đi chứ. Không nghe làm đi chú. Lấy có con cá một. Mẹ vô nè. Đứt tét bệ. Trời ơi. Dậm cái cây này kia. Bữa nay mới bị đứt giò. Rồi cá mắm gì đâu. Trời 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 đất ơi. Mẹ chút con dính. Giờ tôi chưa dính. Chút có dính hả? 80 cây gấp đôi. Có sát. Hưng. Hưng rồi cũng làm chung nghe với cảnh luôn nha mọi người ơi. Này mấy anh em leo. Chết luôn. Ăn không được. Có con nhúc này ăn không? Thôi. Rồi chạy kiếm củi vậy. Nướng mấy con cá. Để con cá này không? Có bao nhiêu nướng bấy nhiêu ra một đồng là có là mừng rồi. Nay mình thất mình tính theo kiểu thất. Không hay để đi, chờ hâm đợt nó đi rồi. Đợt nó đi. Giờ ăn cái gì? Nè. Bây giờ nói là giờ mình ăn cơm trước đi. Ăn cơm trước hả? Ừ. Ừ ơi. Buồn hết sức. Không hao mồi đâu. Không hao mồi nha. Đây không chín thôi giờ còn mồi còn nguyên sinh nè. Điểm cái chơi cũng hơi trầm trọng á. Không hao mồi là được. Đâu cái chơi nó đâu? Chơi trong cái ở đây chứ không biết nó ăn chắc ăn ban đêm hay sao á. Có được cái vàng mà nó bự thôi à. Bự bằng cái con bự ngút bữa cám bự bằng con đốn hai con. Quá trời cái chảo con quẹt mọi người. Thơm quá mọi người, thơm nứt mũi luôn. Có tiêu vô, nó bụng lắm rồi. Để mà giờ mà mấy anh em cổ cảnh ăn cơm buổi tối nha mọi người. Đây. Đó. Mời anh em miếng tép mỡ nha. Đó. Mỡ khô quẹt. Quá trời quá đất luôn. Chết luôn. Mọi người ở nhà mọi người làm gì có biết mấy cái chén như vậy đâu. Trời ơi, cái chén có 1-2 luôn nha mọi người. Quá trời quá đất luôn. Đây. Mời các bạn nha. Đây hơn đâu có chén đâu. Trời ơi, trời. Đúng dân giả các bạn ơi. Quá trời quá đất. Cá bấm rút là ngon. Cái này một cái là ngon nhất cái nách. Không mê cái gì, mê cái chảo này nè. Đó. Tép mỡ cá cái sặc hả? Cái sặc đồng luôn nha mọi người. Cái sặc cá bóng. Cá bóng đủ thứ cá. Trời ơi. Hết bài luôn mọi người ơi. Quá tuyệt vời luôn. Không biết ông cầu không có thì ông sơm nó ăn à. Sao không đem mày? Chiều cũng đói tính mua cơm lên thôi. Ăn vậy mới ngon. Ăn về mới sướng hơn. Cơm mua cơm hộp em ăn không ngon. Cơm mà. Cơm hộp làm gì coi có cái chảo tép mỡ này. Đúng rồi. Trời ơi. Kiếm hết luôn không có rồi. Bây giờ tối ăn cơm nóng rồi ăn này nữa rồi. Quá tuyệt vời luôn. Cơm nóng luôn. Cơm đúng không? Nấu con cục còn mà cơm nó vẫn ngon không? Mạnh vô đi. Thiết kế quá quá dữ. Biết chịu chân cơm nè. Chặn vô. Rồi á. Rồi á. Thấy cái chảo này. Thấy cái chảo rồi cưỡng không nổi nha. Thấy cái chảo này phải nổi về. Chặn vô. Quá. Ăn cảnh lên. Hấp dẫn quá. Mọi người ăn cơm cùng anh em của cảnh nha. Giờ không để giờ cảnh quay hoài thì nhìn đói mà nghe mùi chịu không nổi mọi người ơi. Dạ, mà thắng cấp mỡ rồi, không lấy miếng.